つまんないんですよ、先生。いやつまんなかったか、ごめんね。Tuy nhiên, trong cái câu chuyện ngắn ngủn, chẳng có một chút ý nghĩa gì ấy, lại có liên quan đến nội dung bài học ngày hôm nay của chúng ta. Đố con, Coco, Socola, nó có ý nghĩa như thế nào? Thì chúng ta bắt đầu bước vào bài học ngày hôm nay. Trong những bài học trước thì các bạn đã học những cái danh từ chỉ người hay là danh từ chỉ đồ vật rồi đúng không? Trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta lại học tiếp về một loại danh từ nữa, đó là danh từ chỉ địa điểm. Danh từ chỉ địa điểm là gì? Đó là trường học, bệnh viện, công viên, siêu thị, vân vân và vân vân. Đó là những địa điểm mà người ta gọi là danh từ chỉ địa điểm. Và chúng ta cùng nhau học về bốn từ mới chính trong bài học ngày hôm nay, đó là đô con. À nhầm, đô cô. Đô cô có nghĩa là ở đâu. Cô cô là ở đây hay là chỗ này. Sô cô là ở đó, chỗ đó. A sô cô ở đằng kia. Đó, chỗ kia. Các bạn thử đặt vào một tình huống như thế này nhé. Khi mà các bạn vừa mới sang Nhật, bạn muốn đi siêu thị chẳng hạn, thì bạn sẽ hỏi như thế nào? Hỏi bất kỳ ai đó đúng không? Hỏi một người Nhật nào trên đường hay là hỏi senpai chẳng hạn. Sumimasen. Super wa doko desu ka? Sumimasen. Super wa doko desu ka? Vâng, chúng ta sẽ hỏi như thế. Và khi mà chúng ta muốn đi công viên thì chúng ta sẽ hỏi là Sumimasen. Koen wa doko desu ka? Koen wa doko desu ka? Và người ta sẽ chỉ cho mình là Asoko desu, ở đằng kia. Hay là Soko desu, Soko desu. À, chỗ đó, ở đó, ở đó, ở đó. Soko desu, Soko. Và trong các bài trước thì chúng ta đã học về chữ nhỏ T rồi đúng không? Và chúng ta lại thay hóa đúng không? Bằng chữ nhỏ T thì chúng ta sẽ được các mẫu câu như là Super te doko desu ka? Super te doko desu ka? Hay là Koen te doko desu ka? Hay là Toilet te doko desu ka? Sumimasen, toilet te doko desu ka? Toilet tức là phòng vệ sinh nhá. Nhưng mà người ta có một từ lịch sự hơn, đó là Otearai. Otearai là nơi rửa tay. Ừ. Nhưng mà ý muốn nói là tôi muốn đi vệ sinh đúng không? Nhưng mà người ta sẽ dùng từ là Otearai. Otearai. Sumimasen, Otearai wa doko desu ka? Tiếp đến thì chúng ta học về những cái từ chỉ phương hướng đúng không? Ví dụ phía này, phía đó, phía kia, phía nào đúng không? Và phía này là こちら. こちら. Phía đó, そちら. Phía kia, あちら. Và phía nào là どちら. Khi mà bạn đang đi một trên đường này, bạn gặp một ngã rẽ đúng không? Hay là ngã tư đúng không? Bạn hỏi người bạn bên cạnh là どちらですか? どちらですか? Tức là phía nào đúng không? Ok. Phía nào, phía nào. Tuy nhiên trong văn nói thì người ta sẽ ít sử dụng những cái từ như thế này, bởi vì nó dài hơn và người ta sẽ sử dụng những cái từ ngắn hơn. Kochira thì sẽ biến thành là Kochi. Kochira. Kochi. Sochira thì sẽ biến thành là Sochi. Achira thì sẽ biến thành là Achi. Và Dochira thì sẽ biến thành là Dochi. Dochi. Dochi đúng không? Ví dụ có hai cái bút này đó, mày thích cái nào đó? Dochi? Dochi ga suki desu ka? Dochi? Có một lưu ý nhỏ như thế này, khi mà người ta sử dụng từ dochira để hỏi. Thứ nhất, hỏi về đất nước, hay là thứ hai hỏi về công ty, hay là thứ ba hỏi về trường học đúng không? Là khi đó người ta đang hỏi về tên đất nước của bạn, tên công ty của bạn và tên trường học của bạn. Sumimasen. Okuni wa dochira desu ka? Thì chúng ta sẽ trả lời là Vietnam desu. Chứ không, nó không phải là phía nào nữa nhé. Hay là Sumimasen, gakko wa dochira desu ka? Gakko wa dochira desu ka? À, Nichidai desu. Nihon Daigaku desu. Bây giờ mình sẽ đọc một vài từ mới cho các bạn nghe nhé. Konbini. Konbini. Ginko. Ginko. Yubin kyoku. Yubin kyoku. Jimuso. Jimuso. Hay là office. Office. Kuko. Kuko.
Maste. Maste. Eki. Eki. Byouin. Byouin. Otera. Otera. Jinja. Jinja. Keimusho. Keimusho. Shiyakusho. Shiyakusho. Ramen yasan. Ramen yasan. Pan yasan. Pan yasan. Gouban. Gouban. Soko ga Uniqlo desu. Uniqlo de kaimashita. あそこはマクドナルドです。はい、皆さん面白かったですか？またね、バイバイ、ね、バイバイ。 あそうか、みんな登録忘れないでね。登録。